Hello. Xin chào đại gia đình, trở lại kênh Chào YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay cả nhà ơi. Hôm nay hai vợ chồng mình xã cũng thích ăn vịt lộn, rồi mình subscribe xã mua lại mua. một dĩ hai trứng luôn, 20 trứng luôn. Yeah. Sáng nay tại vì đúng ra thì mỗi lần bây giờ đi cũng hơi khó khăn rồi đó, nhưng hôm nay nhận cái tin buồn là từ thống đốc tiểu bang. Ông đã ban hành ngày hôm nay rồi, là quyết định đóng cửa thêm một tháng nữa cả nhà, Wow, một đến tháng ngày nữa. 30 tháng 4, tháng 5. Dễ Wow, sợ không? thì thôi bây giờ phải chấp nhận vậy thôi, mình cũng phải chung tay để mà mình bây giờ cái bệnh dịch nó như vậy đó, mà càng ngày nó càng lây lan thì chính phủ họ cũng muốn cho chắc chắn đâu vô đó để cái bệnh dịch nó trở lại công việc bình thường, thì tất nhiên là ai cũng muốn mở cái cửa kinh tế ra trở lại các bạn. Có những cái bang lân cận á, những cái bang nhỏ nhỏ đó, rồi những cái tiểu bang mà nó ít lây lan nhiều, cái số lượng nhiễm ít và đồng thời người ta thấy nó không có nguy hiểm đó, thì cũng có sinh hoạt mở cửa trở lại lác đác một vài tiểu bang sinh hoạt. Ghi được 3 tiểu bang. Đó thì tiểu bang của mình và New York và đồng thời California cũng như như những cái bang khác đó, thì tùy theo những thống đốc họ ban hành xuống, và đồng thời những cái luật của mỗi tiểu bang và đồng thời cái số bệnh của mỗi tiểu bang họ như thế nào. Ít Cho nên nhiều. thôi mình cũng chấp nhận thôi, bởi vì cái bang mình ở thì cái lượng lên thì cũng không lên nhiều, nhưng mà muốn cho chắc chắn lại đó cả nhà, chắc chắn lại cho mình cái lây lan này cho nó hầu như là nó hoàn thiện. Thì bắt đầu mình trở lại công ăn việc làm nó mới vui được, cho nên phải tiếp tục thêm một tháng nữa rồi đó. Tiếp tục. Đây là cũng là cái tin buồn, nhưng mà thôi mình phải cố gắng mình đánh phá cái tin buồn này, mình làm gì cho vui. Thì hôm nay mình ăn hột vịt lộn mình vô bếp luôn Ông xã vô bếp, vô vô hộp bếp vịt làm vịt lộn. lộn vậy đó cả nhà. Rồi mình sẽ đi lên trên bếp và đồng thời ra tay Bữa nay mình khỏi vào làm, bếp, mình khỏi vô bếp. nhớ đại gia đình của mình ủng hộ cho mình nha, và đồng thời cho mình những cái Ok, comment nha. Thì vịt lộn thì nói chung nó đơn giản, cái món đó mình chọn được cái món nó hay quá, bởi vì các em trong yêu cầu chú đó, anh nào chú vô bếp chú phụ cô phụ cô nấu cho cô à, ăn bữa, thì hôm đó nay nói cho cô ăn giấc mơ đã trở thành hiện thực. à. Cô mơ quá giờ thành hiện thật luôn nè. Rồi gặp lại đại gia đình của mình ở trên bếp nha. Đây anh ha, anh đi Ok. lên sửa sẵn. Tự nấu đi nhé. Hôm nay mình vô bếp mình làm cái món coi như là trứng vịt lộn, luộc trứng vịt lộn. Wow, dữ dằn không? Nghe quá vậy, À, nghe quá thì vậy. bây giờ đây trong bếp đây cả nhà, mình cũng đang bắt cái nồi nước sôi lên rồi, mình mới dặn lên hai chục trứng hột vịt lộn hôm nay. Nhưng mà bà xã thử thách đi chứ, bà xã thử thách hôm nay ông xã ăn cho hết 20 trứng của vịt lộn không, thì để coi sao vậy cả nhà. Thôi ăn 18 thôi cho em hai. Vịt lộn thì không có gì hết các bạn, vịt lộn thì đơn giản, mình chỉ có rau răm thì mình cũng chuẩn bị sẵn đây rồi, Anh rửa sạch không á? rửa sạch chứ. Khi nãy anh nói em review cái lúc mà anh rửa rau răm mà không chịu kìa, thấy chưa. Rồi muối tiêu vậy thôi cả nhà. Rồi bên đó thì mình đang luộc, nhưng mà các bạn biết theo cái công thức của luộc vịt lộn á, thì mình phải cho vào chút xíu muối để mời đại gia đình tới gần nồi hộp vịt lộn, rồi mình sẽ cho một chút xíu muối để gia đình thấy vịt lộn như thế nào nha. Bây giờ mình làm camera nha. Rồi cả nhà, thường thường cái công thức hoặc mình luộc cái hộp vịt lộn này đó, thì theo cái công thức của mình á, thì ở đây thì mình cái này cũng học theo bà già, là mình bỏ một chút xíu muối 15 phút trở lên thì vịt lộn sẽ chín rồi, Đúng rồi. mình sẽ vào bàn. Rồi hôm nay bà xã coi như là thách thức anh hay chụp trứng vịt Không, cho em hai cái. lộn này phải không? Ráng nha. Ok vậy đó cả nhà, chút xíu nữa mời đại gia đình của mình vào bàn rồi mình lên bàn rồi tâm sự nha. Đó, bữa nay là ông xã mình là vô luộc hột vịt đó. Khó quá trời luôn. Trứng vịt lộn của mình đã xong rồi nè,
Các bạn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Đó là tay nhanh gọn lẹ. Nhưng mà cái rau răm vừa rồi mình cũng có giới thiệu đó. Rồi muối tiêu. Vậy thôi, mình dọn lên bàn rồi mời bà xã vào bàn nha. Dạ, bữa nay đãi bà xã nữa. Bữa nay ông xã mình đãi bà xã. Cảm ơn ông xã nhiều nha. You welcome. Bây giờ là mình được hưởng rồi đó. Rồi xin mời đại gia đình cùng vào bàn nha. Rồi. Đơn giản vậy thôi cả nhà. Làm chuyện lạ quá. Mình bó tay luôn. Lũ khục dịch. Rồi mình xin mời đại gia đình của mình nha. Các bạn biết sao không? Tại vì hôm nay đó bà xã nói là lâu quá không ăn một hộp vịt lộn. Thôi mình thấy như vậy thôi làm xiên. Còn không nói gì ok. Mình chạy ra ngoài chợ của Việt Nam đó các bạn. Thấy hộp vịt lộn ngon nè. Rồi mình mua tích tắc đem về liền. Bỏ rau răm nữa thôi. Rồi về xong xuôi bắt đầu cái vô bếp. Công nhận phải nói cái món này nhanh gọn lẹ. Mình chỉ có rửa sơ cái hộp vịt cho nó sạch thôi. Yeah. Rồi cái bó rau răm mình lặt ra như thế này nè. Rồi rửa sạch sẽ. Bỏ vô luộc nhưng mà thêm một muỗng muối để cho nó đậm đà vậy thôi. Rồi mình mời đại gia đình mình nha. Mời đại gia đình. Có cái chung này cầm đỡ ha. Ủa, ngon nè anh ơi. Mà bữa nay em thấy không? Em có chỗ bỏ đó hả? Để có. Ngay chỗ này mà sao? Rồi em đưa giấy không kia đi. Wow, đang nóng hổi nè. Phải cho nó nguội nguội một chút xíu. Mà bảo đảm bữa nay mình ăn một vịt lộn mình thấy ngon hơn nữa. Cả nhà mình biết làm sao không? Tại vì anh ra tay phải không? Thường thường mình ra tay không hả? Bữa nay một vịt này ngon hơn nữa nè. Cũng phải tập sự cả nhà. Cũng phải chui vô bếp rồi cũng làm cái gì đó cho nó vui. Xin mời cả nhà. Wow, cái trứng vịt lộn hay ngon không? Nó thấm nó ngon anh ạ. Hay không? Hay không? Hay đó, cũng là, đó cũng là một cái bí quyết đây. Chứ không phải là trứng vịt lộn mà mình bỏ vô cái nước mình luộc không đâu. Em thì em luộc không không ạ. Mà nói thiệt cả nhà, một năm ở nhà mình thì cũng không ăn được mấy lần một vịt lộn đâu. Có nhiều khi cả năm trời không có ăn một lần nào luôn. Đúng rồi. Thành ra ít có để ý tới. Ngon quá. Ngon quá ha. Vừa cái nước nó vừa nó giống như nó ngọt 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 á. Vịt lộn làm cái ấy có rau răm, ăn nó thơm. Đúng mức à. Ngon nè. Nóng hổi nè. Thank you ông xã. You welcome em. Bữa sau yêu cầu món gì nói em nha. Dễ dễ chút nữa phải không? Ok. Mình thấy trời mưa mưa đó, mình nói rồi này giờ có hột vịt lộn ăn ngon biết mấy. Thì ra là ảnh đi. Thích cái gì vậy? Thích trứng hột vịt lộn thì quá đơn giản đi. Mà em thấy chạy xe mất công quá. Cũng không có gì em. Làm xuyên chạy 15-20 phút xong. Công quá đi, được thôi. Thời gian này đi đâu cũng khó khăn, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình giữ khoảng cách rồi cũng như là mình bảo vệ cho chính mình vậy đó cả nhà. Thì mình kỹ thì ok. Ăn trứng vịt lộn thì bên cạnh đó anh cũng có một chai bia đây. Mình mua 2 trứng hộp vịt lộn nè, 20 trứng về. Cái bà xã nói hôm nay thách thức anh ăn 20 trứng này nha. Nếu mà hết á thì cái gì cũng chịu hết. Không, mình hết hồn cả nhà. Mình hết hồn. Lý do á là nhà mình á thì mình nói rồi, thường thường lúc trước có mấy cháu cũng vậy. Là nhiều nhất của mình là 10 cái. Là cho Beo làm một cái. Hồi đó là chưa có bé Su. Thì vợ chồng mình mỗi người 2 cái, rồi 2 cháu kia mỗi đứa 2 cái. Rồi là 10 cái là hết rồi, hoặc là 12 cái thôi. Mình thấy ảnh bưng về nguyên một dĩ, mình hết hồn luôn. Hỏi, ủa mua dữ vậy? Cái anh nói, thì em nói em muốn ăn. Nó thôi thách anh ăn đó chứ, ngày em 2 cái. Không ăn thì thôi, chứ còn ăn kệ mình mua mình ăn cho nó đã luôn cả nhà. Cái này nghe nói là hột vịt Long An ha. Cũng ngộ.
cái ẩm thực nó hay, nó phối hợp hay. Như ngày xưa đó, ai nghĩ ra cái vịt lộn này, em thấy chưa? Rồi á, vịt lộn phải chấm muối tiêu, muối tiêu và phải ăn cái rau răm này. À, nó đồng bộ như vậy đó bà xã. Hay lắm một. Ngon. Ngon quá bà xã. Cũng vui cả nhà. Lâu lâu đổi món, vừa ngồi ăn vịt lộn mà cảm thấy trong lòng nó vui vui. Mình ngồi mình ăn mà mình cười mỉm mỉm quá. Nó vui là mình bà xã mình cũng nghe làm cho bà xã ngạc nhiên bữa nay. Quá ngạc nhiên luôn. Sáng mình ở ngoài sau hè mình không có biết. Tích chừng vô cái mình thấy wow. Cũng gì vậy trời. Thì ra là nghe nói vậy. Tại vì trong á, lúc mà anh nói với em là anh đi ra tiệm đó, thường thường mỗi buổi sáng cũng ghé tiệm chút xíu để tham quan cả nhà. Rồi còn dư thời gian từ tiệm thì chạy về khu chợ của người châu Á mình, nó không có xa mấy. Đúng rồi. Thôi sẵn vậy thì mình nhấn ga thì mình chạy xuống luôn. Nóng không em? Nóng á. Nóng lắm em. Nóng ok. Em mới ăn cá mà. Em lấy cái giấy napkin quấn cái ở ngoài cái trứng vịt lộn ha. Cho nó giữ lại cái Hơi rọt, hơi cái trứng hơi nhỏ hơn cái ly phải không? Mà nó phải có cái giấy, nó phải có cái giấy để em quấn vô đây cầm lên á, đỡ nóng. Ăn một vịt lộn này anh nhớ tới ông anh Tư, người ông anh kế ba của Bảo Ngọc đó, lúc mà thời còn thanh niên đó em. Anh mới thách đố anh ăn mà anh nhớ là y chang nha. Thời đó mà anh ăn được 8 trứng nè anh á, lúc đó còn thanh niên đó cả nhà. Còn sức ăn. Anh bốn thách anh hả? Anh bốn thách anh. Ông anh thứ tư cũng thách. Ăn hết. Anh đang ở tại Bà Tô kỷ niệm. Wow. 8 cái. Mới đây mà thấm thoát 35 năm về trước rồi đó. Anh thấy không? Bữa nay anh bao nhiêu? Bữa nay anh phải cố gắng coi. Với lại ăn cái này đừng có chú tâm vô làm mình phải bắt buộc mình ăn bao nhiêu. Mình cứ ngồi cứ enjoy relax rồi nó hết nhanh lắm. Công nhận thú vị thiệt, tại vì ở ngoài trời mưa trong đây được ăn một vịt lộn nóng, vừa nóng vừa thổi. Ngon em hả? Bỏ miếng muối vô cái hộp vịt đó nó ngọt. Coi vậy cho nó thấm ở bên trong nữa. Hay quá ha. Nó làm cho cái nó đậm đà ghê á. Cái vị ngọt này nó có vẻ nó trung thực hơn. Nó đậm đà ghê á. Cho nên anh biết là về cái vấn đề cái nấu nướng cái kỹ thuật á. Nêm nếm cách thức nó hay lắm. Nhiều khi mình không để ý. Cái gân này là nó cái hộp vịt lộn nó ngon nhất là ngon cái gân này nữa thôi. Cái này mà nó mình cái trồng trắng này mình ăn nó mềm á, nó đã nhiều vậy? Nhiều cái trồng trắng mua vịt lộn ăn nó cứng gắt. Mà cũng mềm. Mềm. Cái này làm ta kêu gì ta? Em không thì có biết nó trồng trắng thôi. Em trắng rõ rằng cái ăn cái vụ vịt lộn nó nhiều lắm. Mình không có nghiên cứu về vịt lộn cả nha. Ta kêu cái gì? Con bự con nhỏ. Nó mềm ha, hay sao nên thế này nó còn mềm. Với lại ở Việt Nam mình á, thường thường ngày xưa đi ăn vịt lộn đó, anh thì không biết cách lựa. Có nhiều người ta lựa có cái trứng nào ngon nữa đó. Hiểu nó, nhìn người ta biết cái trứng nào ngon nữa, còn mình thì thua, chịu thua.
nào mình gõ rồi mình thấy trong nó ngon mình ăn mình mới khen thôi, chứ còn không thể nhịn được cái nào. Không, không mình nhịn được. Hên xui, hên xui. Uh-huh. Wow, ăn một tăng ngon quá em. Ngon chứ. Nãy vừa no, mình nhờ nó cái nước nó hấp dẫn với lại cái nhờ con vịt lộn nó cái ngon quá đó. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì sofa thì anh nhìn thấy là thua bà xã rồi đó. Thua rồi, thua đậm rồi. Thua. Mà không bỏ miếng muối vậy thấy nó đậm đà vô cái trứng ngon ghê. Đó anh thấy bỏ thêm miếng muối hấp dẫn á. Yeah. Cái này là ngày xưa là bởi vì là anh học của mẹ đó. Oh. Cho nên ngày xưa mẹ mỗi lần mà đi chợ vậy đó, con trai nhà đông á, mua trứng vịt lộn về, cái mình cũng lò to theo, lúc đó cũng mười mấy tuổi đem. Lông nhông xuống bếp coi bà già múc miếng muối đổ vô, già nói là bỏ chút xíu muối vô cho nó. Cái mùi vị đó cho nó hay chứ, em thấy hay á. Cho nó mặn mà. Mình tại vì mình cũng không có nghiên cứu về hột vịt lộn dữ lắm, nên mình luộc thì mình cứ rửa, mình bỏ vô mình luộc thì mình ăn rồi chỉ có muối rồi có này kia thôi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nay là thấy ông xã mình bỏ vô vậy là cũng có lý. Mình thấy đúng không, trong cái nước không? Nó đậm đà, nó đậm hơn mấy mỗi lần mà lúc trước em có luộc á. Nó hơi khác. Rất là ngon các bạn. Yeah. Rồi. Đó như là hôm nay em tội nguyện là coi như là ăn được bữa hột vịt lộn ngon lành phải không? Yeah, đúng rồi. Ngày mai đấy cũng làm theo. Còn gì? Mai làm thêm gì làm tiếp nha. Thôi em thấy hột vịt lộn rồi. Vậy đó cả nhà. Vợ chồng Bình Huỳnh lúc nào cũng chia sẻ đến với gia đình của mình trên cái kênh YouTube mỗi ngày, trong từng cuốn video. Thì hôm nay là cái món vịt lộn. Các bạn, mình hôm nay đem tới cái niềm vui đến cho đại gia đình. Chứ còn cái món này thì cũng không phải là mình trổ tài hay là nấu nướng gì hết. Nhưng mà cho nó vui vui sinh hoạt, cho mình lâu lâu mình đổi cái chương trình cho nó vui vậy đó các bạn. Vui thì cho, ví dụ mình có mệt mỏi đi nữa thì mình nói, hai cái vợ chồng ông này luộc vịt lộn mà cũng thấy nữa. Vô bếp nữa. Cũng vui, vậy cũng vui. Cho nên cả nhà xem cuốn video này nhớ cho Bình Huỳnh cái comment ở dưới. Yeah. Rồi nếu mà thích cái cuốn video này thì like, share, yeah, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng. Trước khi hai vợ chồng xin tạm ngưng ở đây, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.